Tự dưng ra đây ngồi cười. Lấy xem anh Năm biểu diễn nào thật. Anh Năm ảo thật sân khấu. Ôi. Ủa. Anh Năm anh thang mọc râu từ trong mồm anh ơi. Ừ nhỉ. Như là trong mồm anh A. À, cầm anh ấy mọc râu này chị ạ. Thế sao anh yeah. Lúc mà đọc của A mà gì à? Này các anh đang thấy rồi. Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tính? Cái cục cứt á. Vãi cứt anh bố, bởi bậy vãi cứt. Nick mai mấy đứa ngồi về chán nhỉ, ngồi chạy về chán mà không có ai đến để solo tỉ thí võ thuật nhỉ. Ai chán như này thì đi ngủ. Thế nên mà solo chỉ để cho bé bảy solo là hợp lý này. Ừ. Chị cũng thấy vậy, bé bảy nhà mình dạo này mạnh mẽ. Sung sức, đây là sức mạnh siêu nhiên vô địch. Công nhận. Anh sao? Ơ, ừ. Hay là gọi mấy thằng chị Ba đi solo mấy san này nè. Hợp lý đấy. Ừ, hay là anh cố đi gọi bạn anh lại đến đi. Đấy không phải bạn anh. Thì là bạn người anh lạ, kia. Người lạ chưa quen. Người lạ chưa quen sao? Chị tưởng người lạ từng quen. Quen rồi. Quen mà. Chưa. Quen. Chưa. Quen. Người quen của mấy anh to đây. Sau dạo này thấy anh bốn với anh sáu nó cứ lạnh nhạt với nhau vậy? Ờ, các anh sao vậy? Giận nhau à? Tại vì sao? Để anh nói cho. Ừ. Tại vì một cái dây vàng của anh nên mọi người đã xa cách nhau. Ồ. Chính là anh. Chứng tỏ là do anh. Anh là đồ khốn nạn, anh chia rẽ tình cảm của đôi lứa. Anh vậy là anh cũng bị, anh bị mất nói cái lý. Thiếu thiếu tin tưởng về mọi người. Chơi thì thôi đi. Để anh thiếu à? Nhờ sợi dây vàng anh đã thiếu tin tưởng về mọi người. Anh Năm mày bị đói bịa chuyện á. Cái gì? Ê, ê. Sao anh buồn cười thế? Ê, ê, ê. Tại sao anh thì sợ máy quay? Sao anh làm gì nên tội à mà anh phải sợ máy quay? Anh tội phạm à? Đấy thì tôi có mặt đấy. Mặt kia cơ. Mặt này là mặt này. Mặt trái của anh Năm. Mặt trái của sự thật đâu? Đây là mặt ngược, mặt đằng sau. Ây da. Bé bảy nhỉ? 2, 4, 5 nghi thức triệu hồi mấy thằng chị Ba rõ mấy đi. Ừ, anh làm nghi thức đi kiểu gì nó cũng tự đến đấy. Ừ. Bùm 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 bùm. Thế nó chưa được đến đấy chứ lên à? Nó từ nhà vệ sinh nó chui ra, nó hay vậy á. Nghi thức cuối cùng là cần anh Năm đánh một quả bóng. À. Đi vào kia ra đi. Em tí nữa anh Năm. Hồi chị Ba thì trong nhà vệ sinh đã. Ừ. Vậy. Nhưng mà anh Năm phải đánh một quả lắm cơ. Thế? Ừ. Nghĩ thức phần đấy là quan trọng nhất đấy. Anh Năm đánh rắm đi. Thế là anh đám bằng mồm ăn cơm bằng đi là. Đâu ra, em đánh rắm bằng mồm ăn cơm bằng đi. Ê, anh mất một quả đi rồi. Ôi, anh làm lại đi nè. Không. 1, 2, 3, đánh rắm. Đánh rắm giả thôi mà cũng không nhận được mà. Bùm. Bùm. Ra rồi, ra rồi. Bùm, 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 bùm. Ủa đấy thấy chưa? Ôi mày thoát ra luôn rồi. Thấy mà. Cái gì thối vậy? Sao chị bay là men như ma vậy chịu hồi được? Đấy. Đấy sao chị mày là men này trông yếu đuối vậy? Trông gầy như cái cuối nha. Ừ. Ai đấy? Bây giờ chơi còn đi kia nào? Sao? Sao mà chị bay hàng này mắt nó này ừ nhỉ. Mày biết gì nhỉ? Tao là người giải cứu thế giới. Mà... mày giải cứu thế giới sao? Mắt bé. Mà thì sao xuống này một tí này mắt ừ. Này nó bé nó gần ngay nhỉ. Ừ. Mà cái mắt bên này lại to. Mắt to. Ừ. Tao là sẽ bay lên đỏ là khỏe nhất. À mày khỏe nhất à? Thế hai đứa chúng mày solo thử xem cho xem thằng nào khỏe nhất. Mà tao còn thua đánh nhau. Thế? Mắt lồi thằng mắt hít. Dạo mà tính thế nào? Mày kể đâu? Ba đứa em đánh nhau mà. Giỏi ra đây tỉ thí với các em. Mày dám? Mày đánh nhau chưa đấy? Vâng ạ. Ờ, mày vào đây đánh nhau với tao. Mày đánh nhau chứ đấy. Không, Superman không phải đánh nhau. Có đánh. Có đánh. Có mà. Cô đánh mà. Thì chúng mày không đánh nhau đi. Bọn tao đánh rồi, đánh suốt. Đấy. Thôi, thôi, thôi. Thôi. Anh đốt. Đánh nhau. Đánh đi. Sợ à, ê, thế Superman sợ à. Điều điều. Tao đánh cho đi. Này, bọn tao phải triệu hồi mày, mày mới có mặt ở đây được, mày hiểu không? Chứ này. Mày mãi ở trong nhà vệ sinh hôi thối thôi. Anh Năm nhà tao phải đánh bao nhiêu quả rắm mày mới ra được đấy. Đúng rồi, phải đánh. Này, cứ nói xấu cho anh. Superman à? Vậy à? À, mày chị ồ tao mà đến không tôi còn no tao mà đến. Tại ý thèm mà thôi. Được, cái này là tao đi về nhá. Ừ đúng rồi chứ. Nó phải mày nhớ rồi mày bỏ nhá. Không được. Cái lời mày nói. Anh Bảy ơi, dậy solo với nó anh Bảy ơi.
anh bảo anh ngủ á, anh ngủ đi. Không ngủ nữa anh ơi, giờ này giờ phút nào rồi anh còn ngủ. Dậy đây. Giờ này không thể thể ngủ được, hết giờ rồi mình ngủ sao anh ạ? Này sư qua là mẹ đến chơi không tiếp khách à? Tiếp à? Nhanh lên. Dậy đây. Ông cú nách. Có dậy không? Có dậy không? Anh ơi dậy đi. Dậy đi mà, dậy đi, dậy solo với nói đi anh. Sao không sợ rồi, sợ rồi. Anh ơi. Sợ kìa. Sợ rồi, yếu hộ này yếu lắm. Mày yếu, kéo mà. Đấy. Tao mày ơi. Mày dám vào bé bầy cho tao yếu à? Đánh mẹ đây anh, cắn ơi. Cắn anh ơi, cắn. Anh ơi đạp luôn. Phương pháp mèo cào cho cắn anh ơi. Thích đi đâu chị ăn ơi. À, cho mày chị. À, dạ. À, mấy cái đứa này. Mày đừng đánh mày đừng có bảo gì, bọn tao là San đấy. San là hơi bị mạnh đấy. Bọn tao là San, mày tao sợ à? Mày phải sợ. Mày bọn tao là Superman. Tại sao mày không đi đánh quái vật giúp bọn tao mà hôm nay mày lại đến đây mày thương người bọn tao? Có quái vật đâu mà đánh, mày có gọi đâu. Bọn tao diệt hết rồi. Thật không? Thật. Mày một ổ đấy, mày chả biết gì. Đây là ở đây phải không? Ở đây phải không? Đâu, ở đâu? Vâng, mày dẫn tao đi xem nào. 1, 5, 6 đứa của mày là quái vật à? Mày điên à, nó đẻ một đàn con kia kìa. Thôi, mày đúng một phẹt. Nào, ra đây, từng hàng một ra đây cho. Được, mày solo với tao. Mày chọn nữa đây. Mày ra solo với tao đi. Solo. Mày solo với tao đi. Mày ơi, dạ. Solo với tao đi. Cố lên. Đúng rồi, đi đây. Cố lên. Được rồi, tao kia nào. Cố lên. Mày sợ chưa? Cố lên Spider-Man ơi. Sợ chưa? Này, sợ chưa? Bé 6, dậy solo với thằng Spider này bé 6 rồi. Sợ chạy vậy. Sợ chạy. Tao thắng rồi. Thắng bao giờ? Tao thua không? Mày thua rồi, tao đánh mày thua mày chạy rồi. Thua rồi, tao chạy rồi, mày chạy về trước. Éo ơi, dừng đi. Cố lên Spider-Man, đánh nó đi. Cố lên. Nào anh solo với tao. Sao mấy anh kém vậy? Rồi ơi, kém, có kém thu. Ố, đúng thấy chưa? Thấy anh Sáu nhà ra chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy, đấy, đấy. Đúng rồi, cớ lên, đang cớ lên. Đấy, ui, Sáu ơi, cớ lên. Mấy cái máy gọi. Rách áo. Không, cờ vợ. Hôm nay anh Sáu nhà tao không gắt được. Mày bỏ tay khỏi áo anh Sáu nhà tao, bỏ ra. Rồi anh Sáu nhà tao thắng mặc dù được hơi yếu. Thắng ơi. Được, anh đấy. Anh. Ồ. Tuyệt vời. Anh bốn tuyệt vời. Một chiêu thôi đã hạ gục được hai đứa chúng mày mà đấy. Ôi. Anh bốn ơi. Anh bốn. Mày chưa bốn thôi. Anh bốn hôm nay mạnh đấy. Thôi mày dốt lắm, đi ra. Anh bố đâu, hôm nay anh ăn gì anh khỏe thế. Đi đâu, bắt luôn đứa này lại, bắt nó về. Ngã. Tao mà cầm áo mày kéo. Đứa là cái đồ mắt phạt kìa con. Ra đây nhau với tao. Đánh nhau với mày á, mày chỉ có yếu thôi. Ấy, anh bố nhà tao này. Ấy. Chết rồi, hỗ trợ. Chết ơi, anh Tâm ơi, xuống mà anh Tâm ơi. Đánh đi. Mày đi à, xong vào đánh đi. Đánh cho hai thằng Spider-Man này toang đi. Mày có ra không? Mày có bảo ra. Dẫn tóc đi. Này, cơ nào bọn tao cần đến thì mới đến là để giúp đỡ thôi. Chứ hôm nay không có quái vật tự dưng đến làm phiền bọn tao làm gì. Mày gọi Tâm à. Mà dù tao chưa hồi nãy nhưng mày cũng đến mày làm phiền bọn tao. Lần sau nhá. Có quái vật bọn tao gọi nhớ đến giải cứu biết chưa? Được. Biết thế. Hứa đi. Không hứa. Biết thế. Mày thích không? Mày hứa đảm bảo 100% nếu không đến mày làm con chó. Không đến thì làm con người. Ok. Mày có phải con người đâu? Chị ba. Spider-Man. Không nói nhiều nó đánh cho mình mà. Nó đánh nhẹ đánh lại chứ. Thôi ừ. Tốt thế hả? Không, không được. Mày dưới cơ bọn tao mày không được đánh lại. Đấy, bé bảy. Quê. Là quê là chung mình quê nhiều. Quê là quê chung mình quê quá. Quê là quê chung mình rất quê. Nào ai quê ấy? Leo. Mang cái xì bay mà mình chạy để mình chưa chân đã. Leo. Đàm phán.
chuyện đâu rồi có đó, thì chó là có lớp mà. Tao thu ra đây tiếng ơi. Không chạy đi vào đây. Mày đi làm gì? Đây. Thôi mày cứ bắt đi, tao đi đây. Để tao hết một tập. Trời, thôi thời tiết hôm nay đẹp thế nhở. Wow.